Cái thứ hai là nó sẽ cái mùi nước nó sẽ phát ra một cái mùi nước tiểu rất chi là đặc trưng để gọi con đực. Xin chào toàn thể quý bà con và các bạn. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Đức, hiện đang là chủ trang trại chăn nuôi giống động vật hoang dã, có địa chỉ tại Đồng Nai. Con John hay còn gọi là con hon, con don là loài vật nuôi thu hút sự quan tâm của nhiều nhà nông trong những năm gần đây bởi ít tốn công chăm sóc lại cho lợi nhuận cao. Tại Đồng Nai, anh Đức sinh ra trong gia đình sống bằng nghề nông. Anh nhận thấy bố mẹ chăn nuôi con lợn, con gà rất vất vả nhưng hiệu quả mang về không đáng là bao. Sau khi học xong ra trường, muốn giúp đỡ bố mẹ được phần nào kinh tế, anh đã chủ động đi tìm hiểu về các mô hình chăn nuôi có hiệu quả cao tại địa phương. Tại miền Nam, Đồng Nai lại đúng là cái nôi của nghề chăn nuôi những dòng động vật hoang dã. Sau khi đi học hỏi, tìm tòi, anh Đức nhận thấy con giòn là con vật dễ nuôi, ít tốn công chăm sóc. Đặc biệt, nguồn thức ăn của giống động vật này lại vô cùng phong phú, với chi phí chăn nuôi vô cùng thấp. Cho đến nay, với nhiều năm gắn bó với nghề chăn nuôi, anh Đức đã gặt hái được những thành công nhất định. Hôm nay, thông qua chương trình, anh Đức sẽ chia sẻ với bà con 4 yếu tố quan trọng nhất khi chăn nuôi giòn sinh sản để mang lại hiệu quả tốt nhất. Quý bà con nào quan tâm hay muốn tham quan mô hình của anh, vui lòng liên hệ cho anh Đức theo số điện thoại được ghim trên góc màn hình để được nhận thêm thông tin một cách cụ thể nhất. Vâng, xin thưa với quý bà con và các bạn, thì trước khi quý bà con và các bạn bắt tay vào chăn nuôi con giòn này thì quý bà con và các bạn lưu ý cho tôi cái 4 cái yếu tố chính cũng như là kỹ thuật chính để mình nắm bắt rõ để trước khi bắt tay vào con giòn này được thành công. Về cái yếu tố thứ nhất là yếu tố về kỹ thuật xây dựng chuồng trại, yếu tố thứ hai là kỹ thuật lựa chọn con giống, yếu tố thứ ba là ghép đôi phối giống, yếu tố thứ tư là cái kỹ thuật chăn nuôi chăm sóc con giống sinh sản cũng như là chăn nuôi chăm sóc con giống thương phẩm. Chuồng nuôi giòn không cần quá cầu kỳ, tốn kém, chỉ cần đảm bảo sao cho phù hợp với tập tính của con giòn. Anh Đức chia sẻ, nhiệt độ tốt nhất để cho con giòn sinh sản, sinh trưởng và phát triển rơi vào khoảng từ 15 đến dưới 35 độ C. Vì vậy, chuồng trại nuôi giòn cần thoáng mát vào những ngày nắng nóng, tránh mưa tạt trực tiếp vào con giống. Để biết thêm chi tiết, bà con hãy cùng lắng nghe anh Đức chia sẻ ngay sau đây. Và cái phần đầu tiên là phần kỹ thuật làm chuồng trại, thì bà con mình có thể là tận dụng lại những cái nhà trống bỏ không hoặc là những cái chuồng lợn, chuồng trâu, chuồng gà mà bà con mình không sử dụng nữa, thì bà con mình có thể tận dụng lại làm cái trại để nuôi cái con giòn này. Mà khi bà con mình mà tận dụng lại cái trại đấy thì bà con cần phải lưu ý cho tôi những cái yếu tố sau. Thứ nhất là cái ánh nắng trực tiếp hoặc là nước mưa nó sẽ không ảnh hưởng trực tiếp đến con giòn này. Cái thứ hai là trong trại của mình lúc nào cũng phải thoáng mát, gió phải có gió ra gió vào. Nếu mà chuồng nhà mình mà kín quá ấy, thì mình có thể mở những cái ô cửa sổ như trại của tôi đây để cho nó có gió lưu thông ra vào cho không khí trong trại nó thoáng. Thứ ba là phải đảm bảo cái nhiệt độ trong chuồng từ 15 độ trở lên và 35 độ trở xuống. Ở trong cái biên độ nhiệt độ này thì cái con giòn nó sinh trưởng và phát triển rất chi là tốt. Nếu mà bà con ở mình ở vùng mà nóng quá thì bà con có thể là thứ nhất là buổi trưa thì mình có thể mở cái quạt này lên để cho nó thổi cho nó mát, hoặc là làm những cái dàn phun sương như của tôi, của trại tôi đây, thì để cho nó giảm cái nhiệt độ không khí xuống để làm sao mình cứ đảm bảo cái nhiệt độ từ 15 tới 35 độ C là rất là tốt. Còn cái về phần làm trại thì bà con lưu cho tôi là trong trải qua rất là nhiều năm kinh nghiệm thì trại của tôi cũng làm qua rất là nhiều mẫu chuồng khác nhau, nhưng đến bây giờ cái mẫu chuồng này đang là hiện tại là đang tối ưu nhất. Thì bà con mình ra ngoài cửa hàng vật liệu xây dựng ấy, hoặc là cửa hàng sắt, bà con mua cái tấm phên đan này 4x4 về bà con làm chuồng. Cái tấm phên đan này thì nó có cái khổ cố định là 1m đến 2m, thì bà con mình làm cái chiều rộng của cái chuồng nuôi con giòn này là 1m này, chiều dài của nó là làm 2m chia thành 3 ô, mỗi ô nó sẽ tương ứng với từ 65 đến 67 phân. Từ cái đáy chuồng này xuống cái nền nhà mình, cái trại nhà mình thì tầm bà con để cho tôi cách từ 40 tới 45 phân. Từ đáy chuồng này lên đỉnh chuồng là cao 48 cm. Ở trên cái nóc chuồng này bà con mở cho tôi một cái ô cửa rộng 35 dài 45 để mình thả bắt cái con giòn này. Ở cái cạnh hông này thì bà con mở cho tôi một cái ô cửa là cao 10 rộng 20. Đấy lý do tại sao, vì khi tối bà con mình cho nó ăn con cháo
mà sáng sau con giòn mình nó không ăn hết thì bà con mình có thể lấy ra vệ sinh nó rất chi là dễ dàng. Đấy là cái vấn đề là kỹ thuật làm chuồng trại, làm sao để cho mình phù hợp nhất để con giòn này nó sinh trưởng và phát triển tốt. Về vấn đề lựa chọn con giống, anh Đức khuyên bà con nên đến trực tiếp các trang trại chăn nuôi để tìm hiểu thật kỹ về giống vật nuôi mà mình muốn chăn nuôi. Để bà con có được một khởi đầu tốt nhất thì bà con cần chọn được những con giống chất lượng. Sau đây anh Đức sẽ chia sẻ về cách lựa chọn con giống để bà con cùng tham khảo. Thì trước khi mà bà con mình muốn lựa chọn một con giống tốt, đầu tiên thứ nhất là bà con phải tìm đến những cái trang trại nào nó lớn, đủ uy tín, có nhiều năm kinh nghiệm để nuôi cái con giòn này, thì người ta sẽ chia sẻ cho bà con những cái kỹ thuật cũng như cái kinh nghiệm người ta chăn nuôi, thì bà con mình về chăn nuôi mới thành công. Còn với cái bản thân tôi cũng qua rất là nhiều năm kinh nghiệm chăn nuôi con giòn này, thì đây là ý kiến của bản thân tôi chia sẻ với bà con là đầu tiên khi mình đến chọn một con cặp bố mẹ giòn nào đó thì đầu tiên là nó phải khỏe mạnh đã. Trước tiên là nó phải khỏe mạnh, thứ hai là mắt của nó phải sáng, thứ ba là lông phải mượt, thứ tư là tứ chi nó phải phát triển, và đặc biệt là cái bộ phận sinh dục của con đực và con cái nó phải đồng đều phát triển. Và như trang trại của chúng tôi đây mà lựa chọn được một đôi cặp bố mẹ sinh sản mà đẹp như thế này thì phải trải qua 4 lần lựa chọn, 4 lần sàng lọc khác nhau. Đầu tiên là sàng lọc thứ nhất là đến lúc 3 tháng tuổi, trại của tôi sẽ sàng lọc những con nào có thể là tốt thì có thể là cho vào để chăn nuôi, để nuôi đến 5 tháng tuổi thì lại sàng lọc lần thứ hai. Đến lần thứ ba là tầm hậu bị, hay mình còn hay là 7 đến 8 tháng tuổi đấy. Đấy là hậu bị là mình sẽ sàng lọc lần thứ ba. Lần thứ tư là khi cái cặp bố mẹ nào đó đã sinh sản được một lứa mà những cái con nào nó đẻ không tốt hoặc là nó chăm con nó bị vụng thì chúng tôi sẽ loại bỏ để trả sang chăn nuôi thương phẩm. Còn những con nào mà đẻ tốt này mà chăm nuôi con thuần thục thì chúng tôi sẽ giữ lại để sinh sản lứa thứ hai. Đấy là cái vấn đề lựa chọn con giống. Với trại của tôi là như vậy. Đấy nên là bà con lưu ý khi mình đi mua con giống, tốt nhất là mình phải tìm những cái trại nào lớn, đủ uy tín thì bà con hãy mua, để sau khi mình đã mua con giống tốt thì mình về chăm sóc, chăn nuôi thì nó mới thành công được. Với kinh nghiệm nhiều năm chăn nuôi giòn sinh sản, anh Đức nhận thấy tỷ lệ ghép đôi tốt nhất là một con đực với 2 đến 3 con cái. Bà con có thể ghép đôi theo hai hình thức mà trang trại anh Đức đang áp dụng. Để biết cụ thể về cách ghép đôi, bà con có thể liên hệ trực tiếp cho anh Đức theo số điện thoại đang được hiển thị trên góc màn hình. Con giòn một năm có thể sinh sản 2 lứa, mỗi lứa từ 2 đến 5 con. Thời gian mang thai của giòn dao động từ 90 đến 97 ngày. Và cái yếu tố thứ ba là kỹ thuật nhận biết ghép đôi phối giống. Thì trước hết thì cái con giòn này này, con đực thì nó có thể ghép được từ 3 đến 4 con cái. Thì trước khi ghép đôi thì bà con có thể là trước một tuần cái có cho con đực cái phần thức ăn của nó tăng lên, các chất như là chất đạm, chất thịt, rồi hoa quả mình cho ăn nhiều lên gấp 2, gấp 3 lần bình thường để nó đảm bảo thứ nhất là cái sức khỏe, thứ hai là cái chất lượng tinh dịch để mình ghép đôi. Còn cái biểu hiện của con cái con giòn này khi lên giống là thứ nhất là cái con giòn này nó sẽ sục sạo chạy quanh chạy xung quanh chuồng này. Cái thứ hai là nó sẽ cái mùi nước nó sẽ phát ra một cái mùi nước tiểu rất chi là đặc trưng để gọi con đực. Cái thứ ba là cái bộ phận sinh dục của nó sẽ tiết ra một cái chất nhầy, dịch nhầy nhờn màu mọc cá, nó sẽ rớt lên trên viên gạch mình hay cho ăn. Khi bà con mình chăm sóc nhận thấy rất là dễ, hoặc là nó sẽ khi nó cào lên cái thành chuồng này thì nó sẽ dính ra trên cái viên gạch đấy, thì bà con nhận biết rất là dễ. Và khi cái con đực ở cái chuồng bên ấy mà nó ngửi thấy những cái mùi như kiểu mùi nước tiểu hoặc là cái chất tinh đấy thì nó cũng sẽ cào chuồng, và bà con mình sẽ nhấc cái viên gạch này lên để cho cái con đực này nó sang bên đấy thì nó ghép đôi phối giống. Khi con đực mà sang bên để mình ghép đôi phối giống ấy thì cái dấu hiệu nhận biết sao để mình biết là cái con cái này nó được giống rồi, là cái thứ nhất là cái con cái này nó sẽ không nằm chung với con đực nữa. Nếu mà con đực mình mà nó cứ cố tình lại gần cái con cái thì con cái nó sẽ chạy đi. Đấy là cái mình nhìn bằng cái biểu hiện của con cái. Còn cái thứ hai là khi nó đã được dục rồi, sau thời gian đó thì mình nhìn cái bằng mắt trực tiếp là thấy cái bụng con cái nó sẽ to lên, thì lúc đó bà con mình sẽ tách cái con đực này ra, tách riêng ra để con cái ở riêng một chuồng cho nó yên tĩnh để mình chăm sóc cho nó mang bầu hoặc là sau nó đẻ cho nó rất là tốt. Thức ăn của con giòn rất dễ tìm, bao gồm tất cả các loại rau củ quả. Anh Đức cho biết để giòn phát triển khỏe mạnh, bà con cần đảm bảo chất lượng nguồn thực phẩm cung cấp cho giòn. Do giòn có tập tính kiếm ăn về đêm, vì vậy anh Đức cho giòn ăn 2 bữa một ngày vào sáng sớm và chiều tối.
Bữa sáng anh cho John ăn rau củ quả. Buổi tối anh cho John ăn thêm cháo, cháo trắng, cháo gà, cháo cá, đổi bữa luân phiên nhau. Và đặc biệt, anh sẽ điều chỉnh khẩu phần ăn của John dựa theo độ tuổi để John phát triển đồng đều và đồng thời tránh lãng phí thức ăn. Thì cái con John này nó ăn tất cả các loại củ, quả ngọt hoặc là các loại rau có trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Cái củ thì nó ăn củ khoai, củ sắn, củ mì. Quả thì nó ăn quả bí ngô, quả bí đỏ, quả bí xanh. Rồi rau thì nó ăn rau muống, rau lang, rau bắp cải. Tức là nó ăn là một loài động vật ăn rất chi là tạp. Nên là bà con mình cho nó ăn cái gì nó sẽ ăn cái đấy. Nhưng mà đầu tiên bà con phải lưu ý là cái nguồn thức ăn mình cho nó ăn, con giòn này ăn nó phải sạch. Đầu tiên nó phải sạch, thứ hai là nó không bị dập nát. Nếu mà cái củ quả nào nó dập nát thì bà con mình thái cắt bỏ cái phần dập nát ấy đi để đảm bảo cho con giòn này nó ăn vào nó không bị đau bụng. Còn về cái khẩu phần ăn thì buổi sáng bà con mình cho nó ăn, nếu có khoai cho ăn một củ. Còn nếu mà bí thì bà con cắt một cái miếng bằng bàn tay tôi đây, thả cho vào cho nó ăn là được. Còn về buổi chiều tối, tùy vào cái thời gian mà bà con mình rảnh lúc nào, cho ăn tầm 4 hoặc 6 giờ chiều cũng được, tùy vào cái thời gian của bà con. Thì bà con sẽ cho nó ăn một cái chén cháo nấu với đầu cổ cánh gà, hoặc là nấu với cá, hoặc là nấu với thịt heo cũng được. Đấy là với cái chế độ chăn nuôi sinh sản. Còn với cái chế độ chăn nuôi thương phẩm thì khi mà mình lựa chọn con giống ấy, mà những cái con đực nào nó thừa này, hoặc là những cái con cái nào mà nó không đạt cái tiêu chuẩn sinh sản, thì mình sẽ lọc ra mà mình để chăn nuôi thương phẩm. Với cái chế độ chăn nuôi thương phẩm ấy, thì bà con có thể là cho nó ăn một ngày 3-5 bữa cũng được. Tức là tùy vào sức của nó ăn được bao nhiêu thì bà con cho ăn bấy nhiêu. Và buổi tối trước khi đi ngủ thì bà con cho nó ăn thêm dặm một bữa nữa để cho nó ăn no nó ngủ, rồi để cho nó phát triển rất là tốt. Và với con giòn này, nếu mà với chế độ nuôi thương phẩm, bà con nuôi từ 10 đến 12 tháng nó sẽ đạt trọng lượng từ 4,5 kg tới 5 kg, thì lúc đó bà con mình xuất chuồng rất là vừa rồi. Vâng, xin thưa quý bà con là đấy là những cái tất cả những cái kỹ thuật cơ bản để chăn nuôi con giòn này được thành công. Nếu mà bà con và các bạn có niềm đam mê với con giòn này, chẳng muốn chăn nuôi con giòn này thì có thể liên hệ trực tiếp với tôi, cũng hoặc là có thể đến trực tiếp trang trại tôi có địa chỉ tại Tràng Bom, Đồng Nai để được gặp tôi, được tôi cũng như là đội ngũ kỹ thuật của tôi tư vấn cho bà con những cái kỹ thuật cũng như cái kinh nghiệm của trại, để sao bà con mình về cái khi chăn nuôi con giòn này sẽ đạt được cái thành công cao nhất.